Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chương 467, Ngũ Đại Lang vệ truyền ta tướng lệnh, tứ hổ ngỗng hình trận, đột kích. Xa xa nhìn một chút cái kia dần dần thành hình linh thú quân đoàn, Độc Cô Chiến Thiên đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, quyết định thật nhanh, hét lớn lên tiếng. Thiên Vũ tứ hổ tuân lệnh, lập tức liền ôm quyền, trong nháy mắt liền đem một triệu hùng sư chia làm tứ đại chiến đội, thành ngỗng hình đột kích trận thức, hướng về phía trước mãnh liệt tiến lên chỉ một thoáng bốn đội mỗi đội hơn hai trăm ngàn người nguyên lực lẫn nhau dung hợp ngưng tụ một đoàn giống như bốn thanh dao nhọn một dạng thẳng tắp hướng về phía trước cắm tới từ dịp những cái kia linh thú còn chưa tập kết hoàn thành liền muốn lao ra khỏi vòng vây thấy tình cảnh này trong rừng rậm cặp kia lãnh mâu bất giác cười khẽ một tiếng ha 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 độc cô chiến thiên lão ra hỏa kia dùng binh vẫn như cũ như thế cương mãnh nga người tới truyền bản xoáy lệnh cánh tay sắt sói thép lưng sói tiến lên chặn đánh huyết ảnh lang phòng hống lang hai cánh bọc đánh sát phá lang chính diện nghênh địch vâng cái kia âm thanh tiếng leng keng lần nữa truyền ra liền vang lên một trận tất tất dẫn dẫn âm thanh không có động tĩnh nghĩ đến là chuyển lệnh đi chỉ có cặp kia lãnh mâu vẫn như cũ đang nhìn chăm chú trên chiến trường hết thảy trong mắt tinh quang rạng rỡ hống 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 từng tiếng thu hống liên tiếp truyền ra tại bốn đội nhân mã chen trúc trùng kích vào những cái kia như ngọn núi to lớn cự thú đúng là giống như từng hạt đá vụn rồng như chỉ là hơi chút đụng một cái liền đụng một tiếng bị đụng bay ra ngoài phát ra trận trận kêu gen bất quá trong nháy mắt đã có ngàn con cự thú bị đụng người ngã ngựa đổ tê minh chu lên mấy chục vạn người tụ họp lại tạo thành chiến trận về sau nguyên lực bình chướng trùng kích mạnh cho nên ngay cả mấy ngàn linh thú đều không phải là địch cái này chính là bất bại đội quân thiện chiến độc cô đại quân thực lực chân chính tuy nhiên bọn họ cá nhân rất nhỏ bé nhưng là một khi tập kết thành đại quân cái kia chính là vô địch tồn tại liền xem như một đám thần chiếu cao thủ liên hợp cũng không dám nhẹ thử phong mang đây cũng chính là vì sao độc cô quân bên trong tuy nhiên chỉ có độc cô chiến thiên một cái thần chiếu cao thủ nhưng lại khiến đế vương môn kiêng kỵ là phân hải cũng khẳng định cổ tam thông khó lay đại quân chi uy nguyên nhân bởi vì quân nhân ở giữa liên thủ thực lực đem về bị vô hạn phóng đại có bao nhiêu người liên doanh liền có thể thả lớn hơn bao nhiêu lần cho nên độc cô chiến thiên lưng tựa ba triệu bộ đội con em tại thiên vũ mới có thể không sợ bất luận kẻ nào hoặc thế lực lão nhị xem ra lần này tiến vào thiên vũ khuyển nhung trong quân đội không có cao nhân chúng ta phá vây có hy vọng độc cô phong quay đầu nhìn một chút một cái khác đội độc cô lâm cao giọng quát nói độc cô lâm khẽ gật đầu nhưng mi đầu vẫn như cụ nhíu chặt trong lòng hồ nghi đã đều đem khuyển nhung linh thú quân đoàn đưa vào thiên vũ hội không có đem người chỉ huy cùng một chỗ gọi tới sao không nói trước những thứ này khuyển nhung tướng sĩ có thể hay không nghe thiên vũ tướng quân hiệu lệnh vẻn vẹn là khuyển nhung chiến trận sắp xếp thủ đoạn thiên vũ tướng soái liền không có một cái nào tinh thông cho dù là bọn họ độc cô đại quân, cùng khuyển Nhung quân giao chiến nhiều năm như vậy, cũng không có thể giải linh thú chiến trận chi thuật. Chỉ đem quân đội dẫn vào, không có hiểu hành chỉ huy quan tướng, chẳng phải quá bạo thiết thiên vật. Như vậy cứ như vậy, bọn này linh thú quân đoàn cùng năm bè bảy mảng có gì khác biệt? Thế mà, chính làm hắn nghi hoặc ở giữa, oanh từng tiếng tiếng vang phát ra, bọn họ ngay phía trước, vị trí đột nhiên rơi xuống mấy vạn con cao mấy chục trượng cự hình linh thú, đều là bốn cấp trở lên hung sát, giống như mưa sao băng giống như từng cái nện xuống tới. Mà lại vừa mới rơi xuống đất, bọn họ liền rất nhanh một cái dựa vào một cái nối liền cùng một chỗ, trên thân tướng sĩ trong tay kết ấn, ấn quyết một đánh. Ông một tiếng, toàn bộ linh thú nhóm tự hồ cũng bị ngưng kết thành một cái chỉnh thể giống như một cỗ nguyên lực ba động tại bọn họ quanh người hình thành, tựa như một mặt tường lớn, cản tại mọi người trước người. Bà mẹ ngươi trừ gấu à, vừa nói không có cao nhân, liền đến cái hiểu công việc, mi đầu hơi hơi lắc một cái, độc cô phong oán hận mắng, quyển nhung linh thú chiến trận, kim cương lập tức, hư, cái kia sợ cái gì? trước kia chúng ta cũng không phải là chưa thấy qua. đại ca, người trước hết để cho mở, để tiểu đệ dẫn người cho hắn xông ra cái đại lỗ thủng. độc cô hòa ở phía sau hết lớn một tiếng, mang theo quân trận đột nhiên ra tốc. độc cô phong suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. bàn về sông pha chiến đấu, lão tam tại bốn người bọn họ bên trong xem như mạnh nhất, giống như vậy xương cứng, hắn đi gặm càng thích hợp. kết quả là, độc cô phong một điệu bộ, toàn bộ đội ngũ tại trùng phong thời điểm không khỏi hướng bên cạnh tránh ra, nhường ra một cái thông đạo. Độc cô hỏa không nói hai lời, mang đám người, tốc độ lần nữa tăng tốc, nhất thời liền tiến lên. Chiến đội bốn phía nguyên lực hộ trướng, đột nhiên càng thêm ngưng tụ, thậm chí đều dấy lên nguyên lực chi hỏa, nhưng là gặp bọn họ nguyên lực ngưng tụ đến như thế nào tinh túy trình độ. Một hơi, đụng đổ bọn họ, độc cô hỏa trong mắt chừng một cái, nổi giận lên tiếng, sau lưng tướng sĩ, tất cả đều hét lớn một tiếng, quân tình sục sôi. Thế mà, liền tại bọn hắn song phương muốn đụng vào lúc một đạo kim sắc thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại đàn thú trước đó trên thân nguyên lực cũng cùng sau lưng linh thú nhóm nguyên lực bình chướng hòa là một thể trong mắt nhịn không được ngưng tụ độc cô hỏa không khỏi hét lớn lên tiếng bát lang vệ một trong thép lưng sói hừ hừ không tệ chính là lão tử độc cô hỏa ngươi muốn từ lão tử nơi này đi qua còn không có khả năng kia cười lạnh người kia cũng là kiệt ngao cười to lên oanh một đỏ một kim hai đạo quang mang hung hăng đụng vào nhau lại là nhất thời trì trệ lẫn nhau cầm cự được mà phía trước nhất hai người chính là mặt giận giữ độc cô hỏa cùng một mặt tà cười thép lưng sói hai nhân cánh tay hung hăng lẫn nhau đỉnh lấy không ai nhường ai mà phía sau bọn họ thì là song phương tướng sĩ liên tục không ngừng nguyên lực phát ra tuy nhiên giờ này khác này nhìn qua là hai người tại phía trước đọ sức nhưng mọi người đều hiểu đây là song phương chiến trận mấy chục vạn người nguyên lực phấn đấu nếu là cái nào một phương thua cái kia cỗ cường hãn nguyên lực trùng kích tất nhiên sẽ làm mấy chục vạn người bị thương nặng chính hầu như là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục độc cô hỏa nhiều năm không thấy ngươi vẫn như cũ như thế dũng mãnh nga ha. ha 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 không uổng công lão từ đặc biệt trước tới tìm ngươi nhất chiến chăm chú nhìn trước mặt cái này lão đối thủ thép lưng mắt sói bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn độc cô hỏa gặp cũng không yếu thế chút nào cười to lên ha 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 còn không có đem người thân này ra sói cởi xuống trước đó lão tử tuyệt sẽ không thư giãn ngày thường tu luyện. Ha ha ha, lão tử cũng là, thép lưng sói cười to một tiếng, trong mắt chiến ý cảm động. Nhưng là ngay tại lúc này, một đạo thanh sắc ánh sáng mang thoáng hiện, hai người giữ lẫn nhau mặt bên, độc cô phong mang theo chiến trận giết tới, nhạt cười một tiếng nói, xin lỗi, làm phiền hai vị nhã hứng, bất quá, đây chính là chiến tranh, không phải là các ngươi hai cái đơn đấu, ta đến chợ lão ta một chút sức lực, nghĩ đến các ngươi đều sẽ không để tâm chứ. Hừ 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 nhanh như gió độc cô phong thiên vũ tứ hổ đứng đầu tới ngược lại thật sự là nhanh à cười lạnh thép lưng sói từ chối cho ý kiến nói có điều ngươi cho rằng ngươi có thể tới trợ chiến lão tử nơi này liền không có trợ thủ sao mi đầu bất giác hơi nhíu độc cô phong trong lòng cảm thấy không ổn đúng lúc này một đạo hào quang màu xám đột nhiên thoáng hiện độc cô phong giật mình vội vàng mang theo chiến trận hướng về phía trước chặn lại đụng một tiếng toàn bộ chiến trận hơn hai trăm ngàn người đúng là tại cái này một hôi mang quét qua dưới cùng nhau thân thể một phát hướng bên cạnh lui ra chờ định ra thân hình xa xa nhìn qua lúc đã thấy người kia là cái thân mang màu xám áo gai nam tử sau lưng đồng dạng mấy trăm ngàn linh thú đại quân nghiêm chỉnh mà nối đãi trong mắt bất sắc co lại co lại độc cụ phòng sắc mặt dần dần trầm xuống thì thào lên tiếng bát lang vệ một trong cánh tay sắt sói chính sau lưng hai người trùng phong độc cô lâm thấy cảnh này trong lòng bất an càng ngày càng nặng bát lang vệ bên trong ba lang vệ làm sứ đoàn tại đế đô làm khách nơi này nhưng lại xuất hiện hai lang vệ như vậy hống 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 thế mà còn không đợi hắn tiếp tục tỉ mỉ suy nghĩ đi xuống lại là từng tiếng quỷ dị nộ hống đúng là đột nhiên từ đám bọn hắn hai bên trần thiên triệt địa phát ra loại kia gào thét bọn họ có thể nghe ra là linh thú nhưng lại không phải bình thường linh thú mà chính là trong lòng bất an càng ngày càng nặng độc cô lâm đột nhiên hướng hai bên nhìn qua đã thấy bên trái bỗng nhiên xông ra một nhóm linh thú đại quân bốn phía tản ra hồng mang tuy nhiên trận hình không loạn nhưng trong hai con ngươi lại là một mảnh huyết hồng giống như phát cuồng đồng dạng mà bọn họ trước nhất một người là cái nam tử tóc đỏ nhìn thấy người này độc cô lâm không khỏi trong lòng trầm xuống ám đạo quả nhiên là hắn bát lang vệ bên trong dao nhọn huyết ảnh lang cùng hắn lang vệ khác biệt hắn là bát lang vệ bên trong ít có ngự thú chuyên gia có thể thông qua huyết tế bí pháp gây nên linh thu thu tính đem bọn hắn chiến đấu lực chỉnh một chút để cao gấp 10 lần tiến vào điên cuồng nhưng lại chuyên chú hình thức chiến đấu lúc trước hai quân giao chiến lúc chính là bọn họ độc cô quân nhức đầu nhất đối thủ hiện tại trong loạn thế gặp phải cho dù là độc cô lâm dạng này lãnh tĩnh người cũng không khỏi đến trên đầu chảy ra một tia mồ hôi lạnh thế nhưng là phúc vô song trí họa bất đan hành ngay tại hắn chính đau đầu cái này huyết ảnh lang thời điểm hắn phía bên phải đúng là lại thoát ra một nhóm linh thú đại quân cào rú liên tục tốc độ cực nhanh chớp mắt tới gần lại chính là bắt lăng vệ một trong phong hống lang theo khác một bên bọc đánh tới bất giác khẽ giật mình độc cô lâm một trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc cái này phong hống lang là bát lăng vệ bên trong một vị khác ngự thú chuyên gia hắn cũng có một bí pháp thì là có thể tăng tốc linh thú đại quân tốc độ tiến lên cùng bọn hắn thiên vũ tứ hổ lão đại độc cô phong nhanh như gió đồng dạng thế nhưng là đại quân loài người tăng thêm tốc độ không có gì linh thú lớn như vậy cái khổ người cũng tăng thêm tốc độ lời nói cái kia cỗ trùng kích lực thế nhưng là tương đương khủng bố như thế chiến lên còn khiến người ta sống sao trên đầu lạnh mồ hôi nhỏ giọt độc cô lâm nhìn lấy song phương bao bọc không biết nên làm thế nào cho phải đúng vào lúc này một đạo hào quang màu vàng đất lóe qua nhất thời liền ngăn tại độc cô lâm cái này một đội bên người bất động như núi oanh phòng hống lang cái kia khổng lồ linh thú đại quân bỗng nhiên bị độc cô sơn một đội cho đỡ được độc cô sơn cái này đội là độc cô chiến thiên đặc biệt để hắn tự mình huấn luyện toàn bộ độc cô quân bên trong nguyên lực lớn nhất trầm ổn cũng là bọn họ cho nên bọn họ chiến trận tuy nhiên tốc độ chậm chạp, cũng không quen đột phá, nhưng là thắng ở trầm ổn, như núi huyên đại xuyên, cho dù là linh thú đại quân, cũng khó lay mảy may là độc cô đại quân một mặt kiên sát. Bất quá, đối mặt cái này phong hống lang cấp tốc trùng kích, độc cô sơn một đội vẫn là không nhịn được cùng nhau hướng, về sau vạch ra hơn 10 mét khoảng cách, mới miễn cưỡng đến đỡ được, nhưng sắc mặt đã toàn bộ nín thành màu gan heo. Độc cô sơn, lại là ngươi chặn đường ta, phong hống lang hung tợn nhìn lấy hắn, mắng chết cắn răng độc cô sơn lộ ra một bộ chất phác nụ cười đúng a à, mỗi lần đều là ta hắc 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 nhị ca ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này cái kia huyết ảnh lang đột kích ta nhưng là không phân thân nổi độc cô sơn quay đầu hướng độc cô lâm cao kêu một tiếng tiếp tục cản trở đám kia tê minh linh thú trùng kích toàn bộ quân đội cũng đang từng bước lui về độc cô lâm khẽ gật đầu lộ ra vẻ cảm kích sau đó nhìn về phía sắp vọt tới huyết ảnh lang ánh mắt lộ ra một tia kiên định chuyển đổi trận hình mê tung trận tĩnh như rừng. Chương 468, Thác Bà Thiết Sơn, Bạch. Nguyên bản trùng phong chiến trận đột nhiên dừng lại, tại Độc Cô Lâm chỉ huy dưới, hơn 200.000 người đột nhiên chuyển bước, biến hóa trận hình, như năm muối đồng dạng, phân tán ra đến, Cắt thành một cái tiểu phương đội, mỗi một đội mấy vạn nhân mã. Lẫn nhau nguyên lực vẫn như cũ tương liên, nhưng lại dọc theo từng đạo từng đạo quỷ dị đường cong, đang không ngừng vận chuyển, giống như ngôi sao đầy trời, thâm thúy mà vừa thần bí. hãy trong mày, huyết ảnh lang nhìn lấy cái này trước đó chưa từng có trận hình trong lòng bất giác có chút không ổn nhưng lầy vào sau lưng đã phát cuồng linh thú đại quân hắn vẫn là nghĩ vô phản cố xông đi lên chỉ một thoáng những gặp từng cái cự thú ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét lấy hướng nhỏ bé nhân loại phóng đi tự hồ vừa nhấc gót sắt liền có thể đem tất cả mọi người dẫm dẹp đồng dạng thế mà sự tình phát triển lại là để bọn hắn ra ngoài ý định thật to thất sách chỉ thấy con linh thú này vừa vọt tới độc cô lâm đại quân lúc trước những ngày kia phụ các tướng sĩ đúng là cùng nhau hướng bên cạnh lóe lên nhường ra một cái thông đạo khiến cái này phát cuồng linh thú có thể trực tiếp mãnh liệt trùng kích thẳng hướng trung ương chỉ huy chi địa xuất phát thế nhưng là còn không chờ bọn hắn đi ra mấy bước nhưng nghe đụng một tiếng vang thật lớn một cỗ giống như thủy triều mãnh liệt đại lực đã là theo bên cạnh bỗng nhiên đánh tới cái kia lúc trước xông tới linh thú đại quân nhất thời liền bị cái này tấn công một đòn lực chen đến một bên thoát ly đại đội huyết ảnh lăng trong mắt ngưng tụ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt lại là đã muộn hắn ở phía trước đi đầu trùng phong vừa vặn là đợt thứ nhất bị hướng cách chiến trận nhất thời liền cùng đằng sau đại quân mất đi liên hệ mà phía sau những cái kia linh thú mất đi chỉ huy cũng vẫn tại không ngừng trùng phong mà độc cô lâm đại quân chỉ tại không ngừng xoay tròn đem những linh thú này từng cái tách rời biến thành từng cái tiểu phương trận đơn độc đối mặt đến sau cùng tất cả linh thú đại quân đều bị chia cắt ra tới tuy nhiên bọn họ bị gây nên thú tính sau tương đương tàn bạo nhưng là không biết sao nguyên bản nghĩa vô phản cố trùng phong bọn họ trong đại trận này đúng là theo độc quân lâm đại quân trùng kích mà thay đổi phương hướng sau cùng càng là nước chảy bèo trôi theo sát thiên vũ đại quân tiến lên phương hướng cùng một chỗ chuyển lấy phân chuồng dần dần những linh thú này đầu liền có chút mơ hồ thú tính cũng dần dần làm nhạt xuống tới không còn như vậy tàn bạo biết ảnh lăng ở trong trận nhìn đến khẩn trương hận đến nghiến răng nghiến lợi độc cô lâm bộ này chiến trận vậy mà thật để đám hung thú này thú tính bình tĩnh trở lại đây rõ ràng cũng là nhằm vào hắn mà đến Độc Cô Lâm tọa trấn trung ương chỉ huy, cũng là cười lạnh, tiếp tục chỉ huy đại quân biến hóa trận hình, không để bọn hắn tìm tới phá vây ra ngoài đột phá khẩu. Chỉ cần một lúc sau, những linh thú này mệt, vậy con này linh thú đại quân thì triệt để đế phế, đến lúc đó muốn cầm cái này huyết ảnh lang, dễ như trở bàn tay. Giờ này khắc này, Thiên Vũ tứ hổ đối khuyển nhung bốn lang vệ, ao ao tìm tới chính mình đối thủ, hoặc chiếm thượng phong, hoặc chỗ thế yếu, rằng co không xong. Trong rừng rậm cặp kia lãnh mâu nhìn lấy đây hết thảy, âm thầm gật đầu, khen độc cô quân cũng là độc cô quân 10 năm không có giao thủ ý nguyên cường thịnh như vậy khó có thể đối phó có điều các ngươi trước kia có thể ngăn cản ta linh thú đại quân trận chiến là trận thức chi uy hiện tại nóng lòng trở về cứu giá vội vàng ở giữa lại bị phục kích ha có nhiều như vậy chuẩn bị ha 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 theo hắn đạo này cười khẽ phát ra hư một tiếng bén nhọn tê minh vang lên bên trong chiến trường đột nhiên lóe qua một đạo bạch mang độc cô hỏa còn không có kịp phản ứng liền oanh một tiếng vang thật lớn hắn toàn bộ chiến đội nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài nguyên bản sắp xếp chỉnh tề chiến trận cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ sát khí lạnh lẽo như là từng nhánh kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhất thời xuyên qua tá loạn quân trận đột nhiên liền dẫn đi mấy ngàn tướng sĩ tánh mạng độc cô phong gặp này bất giác giật mình vội vàng chỉ huy chiến trận một cái kết thúc đem cánh tay sắt lăng quân trận ép ra sau đó cấp tốc đi vào độc cô hỏa đại quân trước đó cải biến quân trận toàn bộ hành trình phòng vệ biến hóa trận hình thuẫn bài thủ tiến lên từng đồng vách sắt phanh 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 bỗng nhiên từng mặt kiên sắt tại mọi người trước người bố trí xuống tất cả mọi người nguyên lực hòa làm một thể nhất thời liền tại phía trước thiết trí ra một đạo vô hình bình chướng đạo bạch quang kia vọt tới đụng vào bình phong này phía trên anh một tiếng vang thật lớn liền bị bắn ngược trở về thế nhưng là cái kia cỗ trùng kích lực lại là để đọc cô phong ở bên trong mấy chục ngàn tướng sĩ nhịn không được cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi chờ lần nữa nhìn về phía trước lại thấy người tới là cái tay cầm ngân thương thân mang màu trắng khôi giáp thanh niên phía sau hắn đồng dạng là một đội bạch ngân khôi giáp tướng sĩ đúng là không có một con linh thú ở bên trong cái này tại khuyển nhung trong quân đội là mười phần hiếm thấy dù sao khuyển nhung người thiện ngự linh thú không có linh thú quân đội căn bản không hình thành nên chiến đấu lực khuyển nhung người đối linh thú ỷ lại đã đến khó có thể tự kiềm chế trình độ thế nhưng là người này lại là một ngoại lệ tuy nhiên trong tay không có linh thú đại quân nhưng ở khuyển Nhung trong đại quân lại là một mực duy trì vĩnh viễn bất bại mạnh nhất chiến tích. Bát Lang vệ đứng đầu, sát phá lang, trong mắt hơi hơi co rụt lại, cảm thụ lấy hắn cùng sau lưng các tướng sĩ trên thân cái kia cỗ lạnh lẽo sát khí, độc cô phong trên đầu đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Độc cô hỏa càng là giật mình vội vàng một lần nữa tổ chức chiến trận, một quả trái tim nhỏ đều tại bịch bịch nhảy loạn, kém chút thì dọa cho đi ra. Vừa mới tình thế sự nguy hiểm, hắn kinh nghiệm xa trường, tự nhiên trong lòng hiểu rõ cái này sát phá lăng đại quân vừa ra tay liền đem hắn chiến trận phá tất cả tướng sĩ nguyên lực toàn bộ phân tán ra đến trở thành lớn nhất nhỏ bé tồn tại lúc này nếu là hắn tiếp tục trùng kích chỉ sợ trong chớp mắt liền có thể đồ giết bọn hắn mấy chục ngàn người chúng không quá mấy phút bọn họ hơn 200 trăm ngàn người sẽ chết thương tổn hầu như không còn triệt để phế may mắn lúc này độc cô phong dẫn đội đến đây ngăn lại bọn họ không phải vậy hậu quả khó mà lường được nghĩ tới đây Độc cô hỏa không khỏi hướng độc cô phong ném đi một cái cảm kích ánh mắt. Độc cô phong khẽ gật đầu, vui vẻ cười cười. Nhưng khi bọn họ đem ánh mắt hướng cái kia sát phá lang lúc, trong mắt cũng chỉ có thật sâu ngưng trọng. Nhất kích liền đem có dũng mãnh danh xương độc cô hỏa chiến đội đánh tan. Cái này sát phá lang đại quân lực công kích cùng đột phá lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào a? À? Tại trước mặt bọn hắn, bọn họ cái này thiên vụ tứ hổ chiến trận, tựa hồ chỉ có phòng thủ phần, thậm chí cho dù nén giận bị đánh cũng kháng không bao lâu thời gian độc cô lâm xa xa nhìn chỗ đó liếc một chút trọng lòng đồng dạng ngăn không được chìm xuống phía dưới không có trận thức phụ trợ chân ướt chân giáo cùng cái này bắt lăng vệ đại quân xung đột chính diện bọn họ thật sự là thế yếu tràn đầy a à. riêng là hiện tại bọn hắn vẫn là bị phục kích một phương liền càng thêm không có phần thắng hư thế mà đúng vào lúc này một đạo mạnh mẽ bóng người lại là vạch phá không trung bỗng nhiên rơi xuống chiến trường vị trí trung ương nhất đụng một tiếng đem trường đao trong tay lập tại mặt đất tay vịn dâu dài uy phong lẫm liệt nói truyền lão phu lệnh đại quân tập kết bố long hồn trận mọi người quay đầu xem xét bất giác ánh mắt sáng lên người này không là người khác chính là đại nguyên soái độc cô chiến thiên không thể nghi ngờ kết quả là tứ hổ cũng không ham chiến áo áo bắt đầu hướng trung ương tụ lại đi qua độc cô phong cùng độc cô hỏa rút lui thép lưng sói cánh tay sắt sói cùng sát phá lang cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem cũng không đuổi theo độc cô sơn rút lui phong hống lang trùng kích tốc độ nhất thời buông lỏng trệ tại nguyên chỗ độc cô lâm rút lui mê túng trận cũng giải huyết ảnh lăng lúc này mang theo linh thú đại quân thu hoạch được tự do lần nữa tiến vào khát máu trạng thái thế nhưng là bọn họ đều không tại hành động mà chính là chăm chú nhìn độc cô đại quân động tĩnh xem bọn hắn lại tập hợp một chỗ làm thành một vòng bày ra cái kỳ dị trận hình thiên vũ tứ hổ dẫn đội phân biệt trấn thủ tứ phương độc cô chiến thiên tọa trấn trung ương hồng quang đầy mặt không có chút nào bị vây nhốt xu hướng suy tàn năm tên tiểu tử các người có phải hay không coi là chúng ta không có sớm bố trí phòng ngự trận thức thì tuyệt đối không phải các người địch thủ hừ 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 ta độc cô quân các huynh đệ còn không có yếu ớt như vậy tới 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 để lão phu đến tự mình lãnh giáo một chút các ngươi cái này năm cái ác lang có bản lãnh gì đi độc cô chiến thiên cười lớn một tiếng bệ nghe ánh mắt quét về phía tại chỗ tất cả mọi người làm cho cho dù là cái này khuyển nhung ngũ đại tướng quân cũng không khỏi đến trong lòng run lên âm thầm kính nể đã đây là lão nguyên soái ý tứ vậy bọn ta năm người thì từ chối thì bất kính đưa tay ôm một cái quyền sát phá lang cùng còn lại bốn người đưa cái ánh mắt bọn họ liền cùng nhau gật gật đầu đón lấy năm đội nhân mã lần nữa trùng phong phong hống lang cấp tốc tới trước huyết ảnh lang cuồng bạo tàn phá bờ bãi thép lưng sói duệ kim lệ khí chấn động tâm hồn cánh tay sắt sói sắc bén khó cản giống như xé rách bầu trời thế mà bốn người này chiến đội khí thế lại tất cả đều không kịp sát phá lang cái này một nhân loại chiến đội ngập trời sát khí càng thêm để thiên phụ các tướng sĩ sợ mất mật thế nhưng là ngay tại cái này ngũ đại chiến đội sắp vọt tới độc cô đại quân trước người giống như muốn săn bằng hết thảy lúc độc cô chiến thiên lại là tròng mắt ngưng tụ rút lên dưới thân trường đao ngửa mặt lên trời giơ lên nổ hồng lên tiếng long hồn trận bàn long thiên phía dưới giống vừa mới nói xong nhưng nghe một tiếng long ngâm vang lên độc cô chiến thiên cầu long chảm nguyệt trong đao lại thật có một con rồng hồn phi ra mà độc cô đại quân tất cả mọi người cũng trong tay bấm niệm pháp quyết toàn thân nguyên lực hòa làm một thể. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại quân ở giữa nguyên lực năng lượng nhất thời hóa thành một mảnh như thực chất nước biển, mà đầu này long hồn cũng giống như rồng vào biển rộng giống như tự do vui vẻ, liều mạng hấp thu trong nước biển năng lượng. Đây chính là long nhập biển sâu liền xương vương, chỉ là trong nháy mắt, đầu này long hồn liền từ mấy chục mét tăng trưởng đến mấy chục trượng, lại đến mấy trăm trượng, sau cùng lại hoàn toàn hóa thành một đầu nhưng là uốn lượn dãy núi trùng đẹp cự long tại độc cô đại quân bên người du đãng đem bọn hắn vững vàng bảo hộ ở trung gian mà cái kia năm đội nhân mã vọt tới lúc không khỏi trong lòng cả kinh cũng đã không kịp dừng lại phanh 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 năm đạo điếc tai tiếng vang phát ra ngũ lang vệ chiến trận nhất thời liền bị đầu này cự long bắn ngược trở về cho dù là sát phá lang một đội cũng không ngoại lệ từng ngụm đỏ thẫm máu tươi ảo ảo phun ra nương theo lấy từng tiếng gào rú kêu to những cái kia linh thú toàn bộ bị đụng người ngã ngựa đổ linh thú chiến trận nhất thời sụp đổ trường đao trong tay vung lên độc cô chiến thiên lần nữa đem long hồn thu hồi nhẹ vịn tròm dâu trong mắt lóe lên không ai bì nổi ánh sáng hứa nói hiện tại các người biết ta độc cô đại quân lợi hại đi chậm rãi bỏ người lên ngũ lang vệ hung hoang nhìn chằm chằm độc cô chiến thiên không thả trong mắt tràn đầy ghét hận cùng không cam lòng nhưng cũng âm thầm tán phục không hổ là thiên vũ chiến thần có hắn tại nhánh đại quân này xác thực khó đối phó cực kỳ lạnh lùng liếc năm người liếc một chút độc cô chiến thiên không còn đi xem mà chính là cao giọng quát nói, huyền nhung ngũ lang vệ đều tới, liền một tấc cũng không rời thân người sát phá lang đều đến. tác bà thiết sơn, người có phải hay không cũng nên đi ra gặp lão phu một mặt. ha ha ha, lão phu này tới thiên vũ, cũng là muốn cùng lão nguyên soái làm đoạn, hà có không thể lý lẽ? một tiếng cười khẽ từ trong rừng rậm truyền ra, một cái thân hình cao to, tóc mai điểm bạc nho nhã trung niên nam tử, tại mấy chục cái tùy tùng cùng đi, chậm rãi đi tới. cái kia ngũ lang vệ nhìn thấy, vội văng bò người lên hướng người kia không người cúi đầu cung kính nói nguyên soái người này chính là khuyển nhung binh mã đại nguyên soái chiến thần độc cô chiến thiên địch nhân vốn có thác bạt thiết sơn không thể nghi ngờ các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo